Thưa quý vị, đau dạ dày đang dần trở thành một căn bệnh rất phổ biến và vấn đề đặt ra là nó đang ngày càng trẻ hóa. Vấn đề là nguyên nhân do đâu, điều trị thế nào và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị ra sao đang được người dân hết sức quan tâm. Bệnh lý dạ dày là một trong những bệnh lý dễ gặp, dễ tái phát. Bệnh cần được phát hiện sớm để có biện pháp xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này. Theo lý giải của y học hiện đại, người mắc bệnh lý về dạ dày ngày càng nhiều, có thể do những áp lực, stress trong cuộc sống, do thói quen ăn uống không khoa học. Trong khi đó, y học cổ truyền cũng có những lý giải khác nhau về nguyên nhân gây bệnh. Khi uất ức làm cho rối loạn về khí, khí nó không lưu thông, nó ứ trệ thì làm cho huyết nó ứ trệ, mà huyết ứ trệ, khí ứ trệ thì dễ làm ra các cái cơn đau đầy trướng ở bụng. Đấy là bệnh của dạ dày. Cái thứ hai, tức là các yếu tố như là trong chế độ ăn uống thất thường, no đói thất thường thì không tiết ra được các cái chất để bảo vệ cho cái dạ dày. Mà không bảo vệ được cái tỳ vị này thì cái đó là nó sẽ sinh bệnh. Đau dạ dày có thể xuất hiện ở nhiều người, dưới mọi lứa tuổi và thường kèm theo các bệnh liên quan như viêm dạ dày tá tràng, đau dạ dày cấp, loét dạ dày, khiến cho mọi người cảm thấy đau âm ỉ, khó tiêu, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp chữa bệnh dạ dày, trong đó phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền cũng là một trong những xu hướng được nhiều người lựa chọn. Là người ta đã nắm được cơ chế bệnh sinh và người ta cho thuốc là nó hợp lý, giống như là cách lý giải của y học hiện đại, nhưng mà nó lại dễ hấp thu và hạn chế được tác dụng không mong muốn. Cũng dựa trên các nghiên cứu của y học cổ truyền, hiện nay nhiều doanh nghiệp dược đã bào chế ra các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về dạ dày. Ưu điểm của các sản phẩm này là dễ sử dụng, hiệu quả nhanh. Tất nhiên là mình cũng phải đến và tìm hiểu và mua uống thử, và mình cũng đã uống được một liệu trình tầm 10 ngày rồi thì cảm thấy nó rất tốt. Các sản phẩm thực phẩm chức năng là có nguồn gốc từ Đông y thì đấy là một sự tiến bộ mới của nền Đông y. Bởi vì Đông y của mình trước là sẽ phải sắc, phải rất là phức tạp, nhưng với cái công nghệ máy móc hiện đại tiên tiến bây giờ thì các sản phẩm Đông y sẽ trở nên dễ dùng và dễ sử dụng hơn. Được biết, sản phẩm này được bào chế từ các vị thuốc Đông y như lá khôi tía, ô tạc cốt, có tác dụng trung hòa, làm giảm tiết axit dị vị, làm xe vết loét, giảm đau. Ngoài ra, các thành phần khác như quế nhục, uất kim, hoài sơn cũng giúp làm ấm dạ dày, trừ lạnh, bổ sung ích khí, sát khuẩn giảm đau, chống lại các vi khuẩn sống ký sinh trong ruột, khử khuẩn và mau lành vết thương. Tính năng nổi bật nhất của ăn dạ vương đó là có thể cắt được cơn đau viêm loét dạ dày cấp tính trong vòng 3 giờ kể từ khi sử dụng sản phẩm. Thì với một cái sản phẩm trên thị trường bây giờ thì đây là một cái công dụng khá là đặc biệt. Mà đặc biệt là sản phẩm lại có nguồn gốc từ thảo dược nên nó lại càng đặc biệt hơn. Tuy nhiên, cũng theo nhiều chuyên gia y tế, với các bệnh lý liên quan đến dạ dày, người bệnh cũng cần đến các cơ sở y tế để thăm khám, chẩn đoán tình trạng bệnh cụ thể, từ đó mới lựa chọn cho mình một phương pháp chữa bệnh hiệu quả, an toàn.